Xin chào mọi người, đây là bản tin Công nghệ Mobile City được phát sóng vào lúc 11:30 hàng ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Chúng ta cùng đến với thông tin đầu tiên, Apple yêu cầu đại lý Việt Nam không bán sản phẩm của họ trên TikTok Shop. Theo thông tin mới nhất, Apple đã yêu cầu các đại lý ủy quyền tại Việt Nam phải gỡ bỏ các sản phẩm iPhone và MacBook khỏi nền tảng thương mại điện tử TikTok Shop. Nguyên nhân chính là do Apple đánh giá việc bán hàng trên TikTok Shop chủ yếu dựa vào giảm giá sâu và các chương trình khuyến mãi, không thực sự bền vững. Điều này cũng ảnh hưởng tới các kênh bán hàng trực tiếp tại cửa hàng và đại lý. Ngoài ra, hình ảnh thương hiệu của Apple bị ảnh hưởng khi các sản phẩm cao cấp của họ xuất hiện cùng với nhiều mặt hàng thượng vàng hạ cám khác trên nền tảng TikTok Shop. Điều này là không phù hợp với vị thế và định vị các sản phẩm nhà táo. Hiện tại, các đại lý ủy quyền của Apple tại Việt Nam đã gỡ bỏ iPhone và MacBook khỏi gian hàng trên TikTok Shop theo yêu cầu của hãng. Trong thời gian tới, các đại lý muốn bán lại các sản phẩm này trên nền tảng TikTok phải làm việc với Apple để đạt được thỏa thuận. Động thái này cho thấy Apple muốn kiểm soát chặt chẽ hơn việc bán hàng của các đại lý, đảm bảo hình ảnh và trải nghiệm mua sắm phù hợp với vị thế của thương hiệu. Tin tức tiếp theo, thêm những thông tin mới về Realme GT 6. Mới đây, một số tin tức và hình ảnh thêm về chiếc smartphone Realme GT 6 đã được tiết lộ. Các thông tin này hé lộ nhiều tính năng AI thế hệ mới và sẽ được Realme trang bị trên sản phẩm này. Cụ thể, Realme GT 6 được tích hợp nhiều tính năng AI như là AI Night Vision, AI Smart Removal, AI Smart Loop và AI Smart Search. Đây được coi là những công nghệ AI tiên tiến giúp cải thiện chất lượng ảnh chụp, xóa bỏ các vật thể không mong muốn, tóm tắt văn bản và tìm kiếm nâng cao. Ngoài ra, sản phẩm cũng được dự đoán trang bị con chip Snapdragon 8S Gen 3, pin 5500 mAh và sạc nhanh 100W. Realme GT 6 dự kiến ra mắt vào tháng 7 năm nay. Nếu các thông tin rò rỉ chính xác, đây hứa hẹn là một trong những mẫu smartphone cận cao cấp với những tính năng AI độc đáo và mang lại trải nghiệm người dùng nâng cao. Và bây giờ là thông tin cuối cùng trong ngày, Apple bất ngờ đề cập đến iPhone 5S. 10 năm ra mắt, siêu phẩm iPhone 5S ngày nào bất ngờ được Apple réo tên. Nhưng lần này là khi chính thức bước vào danh sách lỗi thời của hãng, đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên. Theo quy định của Apple, một sản phẩm được coi là lỗi thời sau 7 năm kể từ khi ngừng bán. Trong trường hợp của iPhone 5S, model này đã được Apple duy trì bán trong 4 năm, nhiều hơn so với đa số smartphone của hãng. Khi được xếp vào danh sách lỗi thời thì iPhone 5S sẽ không còn được cung cấp dịch vụ sửa chữa hoặc thay thế phần cứng chính hãng. Đây là một bước quan trọng đánh dấu sự kết thúc của một thiết bị biểu tượng trong lịch sử của Apple. iPhone 5S từng được coi là một trong những mẫu điện thoại thành công nhất của nhà táo. Khi ra mắt, máy mang trên mình nhiều tính năng mới như là Touch ID, chip 64-bit đầu tiên. Tuy nhiên, lý do chính khiến 5S bán chạy là nhờ vào thiết kế vuông vức, màn hình 4 inch được ưa chuộng ở thời điểm đó. Dù không có nhận được hỗ trợ từ Apple, nhưng iPhone 5S vẫn sẽ tiếp tục là một biểu tượng trong lịch sử phát triển smartphone. Chiếc máy này đã để lại dấu ấn khó phai trong lòng người dùng Apple trong suốt nhiều năm qua. Ok, vừa rồi mình đã tổng hợp một số tin công nghệ nóng có trong ngày. Nếu các bạn có gì đóng góp, hãy comment xuống phía dưới nhé. Đừng quên bấm like, subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.